hết đồi mồi, da sáng hơn, giảm lão hóa nhờ trường gan thập chỉ liên tâm. Khi ông Bùi Ngọc Khuyến, một cựu chiến binh ở Thái Bình, học lớp bấm huyệt thập chỉ liên tâm hồi tháng 10 năm 2014, thì vợ con ông vẫn chưa tin vào phương pháp này. Nhưng rồi qua vài lần ông Khuyến thực hành bấm huyệt giúp cho vợ con và bạn bè hết được đau bệnh một cách nhanh chóng, bất ngờ, đáng ngạc nhiên, thì gia đình ông đã tin tưởng tuyệt đối vào thập chỉ liên tâm. Nên khi được thầy Du Quang Châu hướng dẫn kỹ thuật chườm gan bằng đá massage để cải thiện sức khỏe từ tận gốc rễ, gia đình ông hưởng ứng nhiệt tình. Chườm gan liên tục trong vòng khoảng nửa tháng, thì vợ ông Khuyến nhận thấy cánh tay của ông da sáng hơn. Tuy nhiên, ông Khuyến vẫn chưa để ý lắm. Thế nhưng, mấy ngày trước đây, ông chợt nhìn đến cánh tay mình, thì thấy các vết đồi mồi đã biến mất. Da rẻ ông thật sự sáng hẳn lên. Những vết đồi mồi trên cánh tay ông Khuyến biến mất, đó chính là dấu hiệu của sự giảm lão hóa cực kỳ nhanh chóng và kỳ diệu nhờ chườm gan đều đặn. Báo cáo là các bạn, cách đây 3 hôm tôi với ban lãnh đạo của câu lạc bộ xuống làm việc xã Hồng Trường để có cuộc họp thảo sáng nay ấy, thì tôi bất ngờ tôi nghe não lên nhìn tất cả người tôi là tay tôi biết là tôi cắn này. Thế thì báo cáo bà con này là tôi với bà con tôi là quyết tâm sẽ trường đá liên tục là một tháng sau đó đi tổ chức xét nghiệm nào. Thì báo cáo bà con là bà con tôi trường được 15 ngày. Thì tình cờ bạn nói bảo anh ơi tôi cũng một đen là mất hết đôi rồi. Lúc đó tôi chưa để ý, không để ý cái câu mà bạn hỏi tôi thế. Nhưng mà đến hôm kia, tức là cái ba hôm chúng tôi đoàn đến đỉnh lấy đi xuống gặp được cái trang công trường để chuẩn bị đến buổi tháo thang. Thì tôi tìm vào đến nay lên thì báo cáo bà con là tất cả đồ ngồi ở tay tôi mất hết. Và vì hôm nay để mà cũng chấm cái cắn này, cái cắn này cái là đốt được rồi. Báo cáo bà con thế. Đồng thời nhé, tôi cũng chỉ đến từ khi bộ đội đến cao phân cao lúc này rồi. Nhưng đến bây giờ cũng không thấy gì nữa. Đấy thế. Ngày xưa trồng đá thì tôi đã chỉ thực hiện bản thân tôi thôi, không nói là chữa bệnh bà con nữa. Thì tôi có mấy vấn đề như này là cái hôm chiều 30 Tết, à sáng 30 Tết là tôi giết một lúc ba con gà ngồi đôi quá khi đứng lên là đau lưng. Thế là tôi cũng bình thường thôi, đến mùng 6 Tết sau khi mà tổ dân phố tổ chức cho bà con thì tôi không đứng lên nữa. Thế tôi về tôi trồng đá, tôi đóng một trồng đá 2 phút. Thì tôi gặp từ sau 2 phút trồng xong tôi cũng bà con đấy. Thế cho nên là cách công việc trường đá này thì chúng tôi là học viên khóa 1 của thầy Dung Châu Tây, chúng tôi đã áp dụng nhiều rồi thì thấy rằng có mấy rất nhiều tác dụng. Một là trường đá thường xuyên vào gan hàng ngày một tiếng đồng hồ thì làm cho người ta khỏi chết bệnh, đặc biệt là sức khỏe người nào. Tôi nghĩ rằng là trường đá không khác gì là uống châm cao đi đấy nó bổ nó khỏe người đấy. Thứ hai nữa là những trường hợp bà con bị đau bất cứ nào thì trường 2 phút là khỏi ngay, không cần uống kháng sinh, không cần uống thuốc đau nữa mà ta khỏi bệnh. Báo cáo bà con như vậy. Cho nên là hôm nay nên buổi thông này tôi khuyến cáo bà con cố gắng là chúng ta một việc chất đơn giản thôi, chỉ trường đá thôi mà đã phòng và chữa được chất nhiều bệnh và không phải dùng thuốc, chúng ta không mất tiền và khỏi bệnh và chúng ta không phải tan cả bản thân. Vì báo cáo bà con như vậy. Hốt đi anh em, chườm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125
0937 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.